Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là keo sám Permatex. Nha anh em, hàng của Mỹ. Hàng này là được phân phối từ Rít Leo nha anh em. Đó, dòng này là xài sẽ ok lên nha anh em. Cái dòng Permatex này mà dòng keo sám này mà nó có tiếng Mã Lai nè anh em. Nó có tiếng Mã Lai á là nó khác với lại cái mà loại mà anh em thấy nó bán trên thị trường mà nó toàn là tiếng Anh không, thì cái loại nó lại khác nữa nha. Cái loại này là nó có một cái gọi là công thức riêng cho cái thị trường này nha anh em. Hàng chính hãng Permatex nhưng mà cái này là nó cái hàng cho thị trường Mã Lai nữa nè. Thì cái dòng này nó sẽ khác so với cái dòng mà toàn bộ là tiếng Anh nha anh em. Anh em nào xài rồi sẽ biết. Thì cái dòng này là keo dán ron để dành cho chuyên dụng cho những cái gọi là xe đua hoặc là xe bình thường cũng được. Có nghĩa là cái bình này anh em à, cái dòng Permatex keo sám này là không lỏng như những cái dòng trước. Cái dòng mà toàn là bộ tiếng Anh, dòng Mã Lai là keo nó không lỏng và khô nhanh. Ráp vô á là mình sẽ dyno được luôn, không cần phải chờ đợi chờ khô qua đêm gì hết. Thì giá cho một tiếp keo sám Permatex hàng chính hãng của Mỹ này là mình bán cho anh em với giá là 300 ngàn một tiếp nha anh em. Đó. Hàng chính hãng được phân phối bởi Rít Leo nha anh em. Giá 300 ngàn một tiếp. Keo sám nha. Dòng này đỉnh nha. Anh em mà hầu như là chơi cái hệ máy xe đua hoặc là máy đô, máy độ là sẽ biết đến loại keo này. Đó, mình bán hàng chính hãng và có nói rõ cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái dòng nè. Anh em mà muốn dạng là khô nhanh không nhão á thì mình mua đúng dòng này nha. Cũng có nhiều anh em hỏi sao cái phần mặt phía sau này nó khác lại của anh em đang xài. Thì cái dòng đó là hàng từ Mỹ, còn dòng này là hàng cũng là chính hãng nhưng mà cho thị trường Mã Lai nữa nha anh em. Đó. 300 ngàn một tiếp nha anh em.